Sport Đức ha, Sensor đã quấn 220 đó, có điều tóc 1340W đó, đem ra công trình là quốc thôi. Con này giá thị trường hàng mới luôn là 14 triệu anh em, 14 triệu á. Chào mừng anh em trở lại với kênh Hàng Điện Nhật Bản, mình là Tuấn Anh đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu anh em một lô máy vừa cập bến. Cái máy đây thì là máy hàng nội địa Nhật, sử dụng điện 110V. Nhưng mà ở đây chỉ có hai cái máy đặc biệt. Đặc biệt là con máy này ha. Motor nửa ngựa chạy điện 110 và điện 220 cùng một lúc được luôn. Và con đó anh em, con đó là sử dụng điện 220 luôn được luôn anh em ha. Ok. Thì sơ bộ mình sẽ chia sẻ với anh em là máy mài. Máy mài thì có nhiều loại, công tắc dưới đuôi, công tắc trượt ha. Công tắc bóp, có hãng Bosch, Makita, Hitachi anh em. Chút xíu nữa mình sẽ quay cụ thể chi tiết từng máy cho mình, cho tất cả anh em cùng xem. Cưa lọng Makita, Hitachi đó. Cưa kiếm, chà nhắm gung, chà nhắm gung vuông cũng có anh em, vuông ha, chữ nhật. Và chà nhắm tam giác đó. Và đặc biệt một con máy bơm mini đó, mã 447. Chút xíu mình sẽ quay cụ thể hết cho anh em xem. Bây giờ mình sẽ quay sơ lược qua trước để anh em nắm thông tin. Những con máy nào anh em cần sử dụng thì có thể xem ngang qua, xem sơ qua đây. Hai cái máy đục bê tông mini cầm tay nhỏ gọn Makita ha. Còn một cái máy đục lớn 17 ly của Hitachi, nguyên bản nguyên zin. Ngoại hình của rất là đẹp, nước sơn zin còn, điện zin còn anh em ha. Còn cái máy đục đó thì xíu mình sẽ quay. Đó, sử dụng điện 110 và 220 luôn. Hai cây khoan ha, khoan bê tông. Đó. Cây này khoan tua chậm nè anh em ha, có điều tóc luôn. Đầu 13 ly. Rồi ok. Sơ lược trên màn hình anh em sẽ là như vậy. Đầu vít, máy bắn vít, đầu khía Makita. Rồi, máy khoan nhỏ gọn cầm tay đa năng em dễ dàng sử dụng. Bu lông đầu 1/2. Ok, và con xa xa kêu xíu nữa mình sẽ quay cụ thể chi tiết cho anh em xem. Bây giờ mình sẽ xin chia sẻ thông qua sơ gan cái phương thức thanh toán bên mình. Phước thứ nhất, khi anh em chuyển khoản đầy đủ giá trị đơn hàng, mình sẽ bao ship toàn quốc cho anh em. Đó là phương thức thứ nhất. Phương thứ hai, nhận hàng thanh toán. Mình vẫn gửi qua đường bưu điện cho anh em, nhưng anh em lưu ý, nhận hàng thanh toán ship code mình không bao phí vận chuyển nha anh em. Anh em lưu ý điều đó giùm mình nha. Ha, những con máy lớn, dù máy lớn mới đục nè anh em, thì anh em cọc cho mình 10% giá trị đơn hàng mình mới gửi ha. Còn mấy cái máy nhỏ lặt vặt với máy mài nè thì không cần. Ok, hàng tất cả hàng của mình đều hàng nội địa Nhật hết. Đảm bảo chất lượng anh em sử dụng. Sử dụng điện nguồn 110V, những cái máy đặc biệt thì mình sẽ giới thiệu sau. Ok. Chúng ta bây giờ tới phần chi tiết. Let's go. Đơn giản, gọn gàng, dễ dàng sử dụng, dễ dàng thao tác. Hầu như là tất cả anh em chúng ta đều có thể sử dụng được. Đó là máy mài. Máy mài con này của hãng Ryobi anh em. Hãng Ryobi. Công suất của nó là 720W, điện áp 100V, 10.000, 12.000 vòng trên phút nha anh em. Mình sửa camera lại, quay trực tiếp cho anh em xem. 12.000 vòng trên phút, chạy điện nguồn dài 3m. Tới chức năng cho anh em xem, công tắc phía dưới đuôi. Ok nha anh em, đảm bảo chức năng anh em sử dụng ha. Chốt đồ đầy đủ, vẫn cứng chắc, tháo lắp đơn giản. Nói xem nè, cái chốt có gài rồi, khi chốt nó nhả ra ha. Rồi. Ok, thì máy 437 này giá chỉ có 300.000 đồng thôi anh em ha. 300.000 đồng. Hàng Ryobi Nhật. Sản xuất, lắp ráp, sử dụng. Đó. Ok. Tiếp tục chương trình thôi. Thường thì mình sẽ giới thiệu máy mài trước vì máy mài dễ cho anh em lựa chọn nhất ha. Đa dụng nhất. Tiếp theo, máy mài Makita. Cái tem hơi bị chóc nha anh em ha, mà không ảnh hưởng gì hết. Ở dưới thông số vẫn còn xem rõ. Điện áp 100V, 720W, 12.000 vòng trên phút, 7.4A, sử dụng dễ một tấc nha anh em.
của Makita M965 ha, dây nguồn dài 3m. Dây nguồn trung bình của máy mài là 3m nha anh em. Báo trước cho anh em luôn đó, còn mà con nào dây dài hơn thì mình sẽ báo sau cụ thể hơn. Êm máy nhẹ nhàng anh em, sử dụng em thoải mái của Makita ha. Đó, đầu ốc chuẩn chỉ, thử chốt cho anh em luôn nha. Chốt hoạt động ok, tháo lắp máy mài đơn giản gọn gàng. Mã 438 giá 350.000 đồng nha anh em ha. Có tem chốc chốc chút xíu không sao chứ, không ảnh hưởng nha anh em. Tiếp theo 439, tiếp tục một con máy đến từ thương hiệu Makita, sử dụng đĩa 1 tấc, điện áp 100V, 7A, 670W, 12.000 vòng trên 1 phút nha anh em. Con kia là 720, con này 670 ha, công suất yếu hơn, đầm hơn, nhẹ hơn. Tem mát đầy đủ Makita. Makita. Đúng không? Chốt. Nhấn chốt, thử. Rồi. Ok nha anh em. Ngoại hình. Tem đầy đủ. Con này sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật nha anh em ha. Đây. Nó cái tem ở đây. Con này còn rất là mới nha. Rất là ok, cái tem mất góc đây thôi chứ không ảnh hưởng gì, thông số vẫn còn xem rõ. Tem đây vẫn còn, tem phía sau vẫn còn. M961 ha. Tối đa là 700W. Đó. Dây điện nguồn của này thì khá dài. Khoảng 5m nha anh em. Con này khoảng 5m ha. Con này thì rất là êm nè anh em. Êm ấm, nhẹ nhàng. Dây điện nguồn dài. Cầm lắc phía dưới đuôi. Khi mà anh em so sánh giữa hai máy đồng giá tiền á, thì cộng dây điện nó sẽ quyết định nha anh em ha. Nhiều khi cộng dây điện nó cũng lợi hại lắm. Vì con này nè 100m đó. Mã 439 giá 400.000 đồng anh em. Dây điện cộng dây điện nguồn dài 5m nha ha. Đó, dây điện nguồn của Makita luôn, logo đây. Ok. Tiếp theo 440 thì một con máy mài này của Makita có mà cái đời khá cao, nó có chức năng khởi động mềm nữa nè. Khởi động mềm như thế nào thì là khi bắt đầu dòng tua nó sẽ khởi động chậm trước rồi nó sẽ về đúng dòng tua ha, nó chứ không phải nó vừa vào là nó vừa quýnh đúng dòng tua liền. Anh em mình sẽ test máy cho anh em xem. Trước hết mình cho anh em xem ngoại hình máy, tem máy đầy đủ anh em có thể xem. Đây, điện áp 100V, 1010W, 9.000 dòng trên phút anh em, 11A, có khởi động mềm ha. Made in Japan, sử dụng điện 1 tấc 9533CB. Ok chưa, con này 1000W nha anh em, công suất rất là mạnh. Khởi động mềm là như thế này đây. Cái đuôi nào sao? Rất tùy mà anh em có thể xem. Êm nha anh em, khởi động mềm nó làm cho máy mài không bị giật gì nữa ha. Để mình thử chút xíu, mình thử con máy nữa cho anh em xem so sánh giữa hai máy. Đây, ví dụ như máy này đi. Con này không có khởi động mềm nha anh em. Anh em có thể xem cái máy nó sẽ bị giật nhẹ một cái anh em. Còn khởi động mềm thì nó sẽ êm ái hơn, rất là nhẹ nhàng. Ok ha. Mã 440 máy mài Makita, tem mát đầy đủ, Made in Japan, có khởi động mềm, giá 500.000 đồng nha anh em. 1000W nha. Phải 1000W nha anh em. Tiếp theo 442, con này luôn đi. 442 con máy mài Hitachi. Sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản, điện áp 100V, sử dụng đĩa 1 tấc, 670W, 12.000 vòng trên phút, 7A, hãng Hitachi. Con này có thắng từ nha anh em. Mã 442 giá 400.000 đồng anh em ha, chỉ có 400 thôi. Tiếp theo một con máy mài có thắng từ nữa,
Đây là những con máy có công tắc đuôi ha. Sau con máy này sẽ là tới công tắc trượt. Con này có tháng từ luôn anh em. Sử dụng điện 1 tấc, điện áp 100V, 590W, 6.2A, 12.000 dòng/phút. Sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản nha anh em. Điện nguồn nó dài 3m ha. Mã 441 giá 450.000 đồng nha anh em. Tiếp theo 443 máy mạ Hitachi công tắc trượt, trượt phía sau luôn nha anh em. Sử dụng đĩa 1 tấc, điện áp 100V, 580W, 6.1A, 11.000 dòng/phút ha. Đĩa 1 tấc nha anh em, của Hitachi. Điện nguồn dài 3m. Test chức năng cho anh em xem. Công tắc trượt nha anh em. Trượt lên trượt xuống ha. Con này thì cầm rất là đầm tay, êm máy nhẹ nhàng, anh em có thể nghe tiếng máy rất là yên ha. Mã 443, giá chỉ có 400.000 đồng thôi nha anh em. 444, máy mài của Hitachi. Máy mài mà anh em cực kỳ yêu thích nè. Con này của hãng Hikuki nha anh em. Tập đoàn Hitachi Kuki á. 8A, 12.000 dòng/phút, 780W, điện áp 100V, sử dụng đĩa 1 tấc nha. Con này giờ rất cao, sản xuất năm 2019, điện nguồn dài 5m nha anh em. Tắt chức năng anh em xem. Tắt chốt này nè. Đây. Đó. Mã 444 giá 450.000 đồng nha anh em. Tiếp theo máy mài Boss đời cao nhất hiện tại ha. Boss GWS 7-100 đây, màn hình ở đây, cái tay mình đang bị mất anh em, mình báo gõ anh em hết ha, mình không có giấu anh em gì hết, báo gõ hết đồng tiền đây. Khóa lại anh em tháo lắp lử nè, nhấn vào đây. Ha, buông ra nhấn vào, ok. Chuyên nguồn dài 5m nha anh em. Cái này dây nguồn dài 5m. Máy này thì mình đã giới thiệu anh em rất nhiều lần rồi ha. Về lẻ tẻ thì mình bán cho anh em. Mã này trên thị trường, trên trung tâm điện máy thì nó bán khoảng 1.8 triệu nha anh em. Đó, thì mình giới thiệu anh em rồi. Anh em nào đó xem video của mình thì biết. Mà anh em chưa biết thì có thể tham khảo thêm thông tin ở trên Google ha. Con ốc, nhìn con ốc không mà biết xịn nha anh em. Ốc bông ha. Đây, ốc bông hết toàn bộ nha anh em. Rồi, ta chức năng cho em xem. Còn ngày đời cao nhất bây giờ ha. Con này tua rất là cao nha anh em. Tua cao, đời cao, tua cao luôn ha. Mã 445 giá 500.000 đồng nha anh em. Đời cao, tua cao luôn, đời hiện đại nhất, chị nguồn dài 5m, 445 giá 500.000 đồng. Tiếp tục 446 thì đây là con máy mài cực kỳ đẹp luôn anh em. Boss BWS1 cực kỳ đẹp nha anh em. Ngoại hình nè, cái sơn zin còn ha, sơn màu đen ha. Boss điện áp 100V, 6.3A, 600W, sử dụng điện 1 tấc, 11.000 dòng/phút trong bất trượt nha anh em. Chốt xây bình thường ha, nhấn chốt rồi cứng nhắc nha anh em. Xây bình thường, nhấn chốt cứng nhắc ha, giúp anh em tháo lắp lưỡi đơn giản gọn gàng. Mã của nó là 446 anh em, riêng nguồn dài 3m ha. Test chức năng cho anh em xem. Thank you.
ổn ha. Sơn zin còn, ngoại hình ok, tay mắt hai bên đầy đủ. Mã 446 giá 550.000 đồng nha anh em. Tiếp theo, mã 447. Con máy mài hãng Hitachi không đắt bóp. Đắt bóp gì vậy? Rất an toàn, cái lưỡi của nó là lưỡi 125 nha anh em. Con này cái tem nó bị chày chóc, mình cố gắng đọc thông số cho anh em tham khảo ha. 11 ampe, 1050W, 9600 vòng trên phút của hãng Hitachi anh em. Con này là hiện tại chắc lưu hành trên thị trường chắc còn mình anh con này, không có con thứ hai anh em, độc quyền luôn ha. Đó, Hitachi G13IC độc quyền. Một máy một mình chó thôi, cái chốt anh em. Đây. Xay ha anh em. Nhấn chốt vô, gài lại. Đó. Nhấn chốt vô, gài lại. Ok, công tắc bóp. Độc nhất vô nhị anh em, có con máy duy nhất ha. Anh em mua xài, mua sử dụng, mua để chân chơi cũng được mà tại cái tem nó hơi xấu thôi. Vậy mua xài đi. Ok, mua về xài. Nó sử dụng lưỡi 125, cái chốt nó to nha anh em. Cái cốt nó to nha, chứ không có giống như mấy cái cốt mà của 100 đâu nghe anh em. Cái cốt 125 to lắm ha. Đó. Anh em lưu ý coi kỹ giùm mình để thôi gửi đi rồi nó mới nói trời ơi cái cốt to quá anh xem được, kỳ lắm nghe anh em ha. Mình đã bị rồi, bị hết lần rồi. Dây nguồn dài khoảng 3m nghe anh em. Test chức năng cho anh em xem ha. Có khởi động mềm luôn nghe nè, khởi động mềm gì làm cho máy tua cao máy mạnh nhưng mà nó hoặc bắt đầu rất là nhẹ nhàng, không bị giật tay ha, không ảnh hưởng cho anh em nhiều. Thường thường những con máy trên 1000 quá là có khởi động mềm hết nghe nè ha, con này cũng vậy. Đây mình test máy thêm lần nữa cho anh em xem nha. Anh em nào cần sử dụng máy 125 mà có cơ cấu khởi động mềm, công tắc bóp an toàn rồi, con này cũng rất là ngon, công suất 1000 mấy watt ha. Mã 447 giá 550.000 đồng nha anh em. 550.000 đồng ha. Đây là hàng độc trước vô nhị, chỉ có một máy duy nhất đang lưu hành thôi. Ngoài ra không còn máy nào khác nữa đâu. Bao hàng anh em. Tiếp tục chương trình. Đợt này mình có hai bán dít thôi anh em. Bán dít này của hãng Ryobi đó. Ryobi. Công suất của nó là 320W, điện áp 100V nha anh em, từ 0 đến 2200 vòng trên phút ha, dây nguồn dài 3m. Con này cực kỳ êm ái, nhẹ nhàng cho anh em nào thích sự êm dịu. Có điều tốc cò ha anh em, điều tốc cò này bấm nhẹ nó sẽ chậm. Điều tốc cực kỳ nhuyễn nha anh em. Em bấm rất là nhẹ nó xoay rất là chậm, hầu như không nghe tiếng máy luôn. Rồi, bấm mạnh vào thì sẽ nhanh lên từ từ. Dành cho anh em là thích sự êm ái nhẹ nhàng. Còn con này đảo chiều. Đây anh em có thể xem nè, xây nè. Ha, xây ra. Đó. Điều tốc vẫn có điều tốc đầy đủ nha anh em. Dành cho nào anh em là thích sự êm ái nhẹ nhàng, cơ động. Con này thì máy bắn vít chuyên dụng, nó sẽ có cấp trượt, có búa sẵn luôn ha. Con bất cứ con nào mà đã là chuyên dụng rồi thì nó đều có búa và cấp trượt hết. Anh em về sử dụng thoải mái bắn vít ha. Lập toan hay bắn dít này nọ rồi thoải mái êm ái nhẹ nhàng, không có vấn đề gì phải khó khăn hết. Mã 449 giá chỉ có 350.000 đồng nha anh em. 350.000 đồng rồi, rất là mới, rất là đẹp nè. Đó, nó sơn zin còn nha anh em. Tiếp theo, máy bắn dít mà anh em cực kỳ yêu thích. Máy dít đầu khía Makita, có đèn LED ha, đảo chiều, có búa, cấp trượt, tem mát đầy đủ. Điện áp 100V, 4.2A, 360W, từ 0 đến 2600 vòng trên 1 phút, 6954, dây nguồn dài 5m. Test chức năng. Điều tốc cò. Thắng từ, cực nhạy. Đảo chiều.
đảo chiều, điều tóc, tháng từ cực mạnh, con này quyền thoại trong làng bắn dít nha anh em. Rất là mạnh ha, có đèn led nha anh em. Mã con này thì không có gì phải giới thiệu nhiều, đó là đầu bắn dít, má bắn dít, đầu khía quyền thoại rồi. Mã 450 giá 550.000 đồng, anh em nhanh tay thì xúc này về xài bao phê. Tiếp tục khoan nhỏ gọn cầm tay, hai chức năng khoan búa, khoan thường. Con này anh em không thể bắn dít được nha anh em ha. Khoan búa ở đây anh em nhấn vào đó, hoặc anh muốn khoan thường thì nhấn vào đây. Ok, tem mát hai bên đầy đủ Ryobi. Con này sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản, điện áp 100V 420W, 2800 vòng trên 1 phút, 4.4A của Ryobi chính hãng nha anh em. Test chức năng cho anh em xem, dây nguồn dài 3m. Mã 465 giá 300.000 đồng, 300.000 đồng nha anh em, rất là rẻ. 464 máy mài màu tím thủy chung của hãng Hitachi, tem mát đầy đủ, đầu 10 ly, điện áp 100V 450W, 470A từ 0 đến 3200 vòng trên 1 phút ha. Đảo chiều, con này dành cho khoan sắt, khoan gỗ và bắn dít nè. Dây nguồn dài 3m, dây tóc cò, tiêu tóc cực kỳ nhuyễn, anh em hãy bấm thật là chậm nè. Đó, mà tím mà mơ, cái tay mình dơ, mình bóc vô cái thấy dơ này. Đó ha. Còn ngoài ra ngoài hình rất là sạch, rất là đẹp. Đây, tay máy hai bên đầy đủ. Điều tóc cò, bấm nhẹ. Rất là êm ái nhẹ nhàng anh em. Test máy cho anh em xem ha. Điều tóc cò đó, đảo chiều đầy đủ, full chức năng, máy êm ái nhẹ nhàng. Mã 464 giá 350.000 đồng anh em. Máy khoan đầu 10 ly của hãng Hitachi. Đây, nó ghi sẵn thông số rồi, 10 ly 235W từ 0 đến 2300 vòng trên phút nè anh em ha. Màu đỏ rất là nổi bật. Đảo chiều, tem mát, sản xuất tại Yakamata, 2.5A. Sorry anh em nha. Tiếp tục chương trình Yamagata, điện áp 100V 235W, 2.5A từ 0 đến 2300 vòng trên phút, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật. Đầu của hãng Hitachi luôn, anh em xem có thể xem cái logo của Hitachi. Đó, con này hạng nguyên bản nguyên zin. Mới. Ok. Ngon lành cành đào. Điều tóc cò. Điều tóc cực nhuyễn anh em. Điều tóc chỉnh. Đây là chỉnh mức thấp nhất cho anh em xem ha, mức mà dòng tua chậm nhất. Đây. Rồi, xong chỉnh dòng tua cao nhất cho anh em xem. Hết lóc luôn nha anh em. Còn anh em là muốn điều tóc cò bấm về phân giữa, anh em bấm nhẹ nè. Mạnh lên nè. Con này còn rất là mới, rất là đẹp luôn anh em, chức năng rất là đã ha, anh em mua về sưu tầm cũng được, chân treo lên trên tường cũng đẹp, màu đỏ nè, đầu ghiên hoảng Hitachi luôn ha, có điều tóc chỉnh luôn, đảo chiều trên đây anh em, mình đảo chiều cho anh em xem ha. Này, thấy không?
Máy thì rất là im luôn đó nè, rất là im, rất là đẹp, rất là xịn ha, xứng đáng cho anh em mua. Nó tem mát hai bên, nét căng luôn này nè. Mã 467 giá 400.000 đồng, quá đẹp, nguyên zin nguyên bản luôn, từ cái đầu tới máy tới cọng dây luôn anh em. Ok, tiếp tục chương trình. 466 khoảng Ruby, con này rất là đẹp nè. Cái đầu của nó là sản xuất từ Nhật Bản luôn. Yukiwa Made in Japan, em xem rõ không? Đây, Made in Japan đây ha. Rồi xong, tem mát ok, chức năng khoan búa khoan thường, điện áp 100V 4.4A 420W, từ 0 đến 2.800 giờ phút, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản, đảo chiều điều tốc đầy đủ, dây nguồn dài 3m của hãng Ruby, con này hầu như nguyên bản anh em ha. Từ cái đầu thân máy đến cọng dây, cái tem này vẫn còn luôn ha, nguyên bản nha. Cái chức năng cho anh em xem, mình chỉnh về mức thấp nhất nha. Đây là mức thấp nhất của nó, là cái đầu chạy cực chậm luôn mà. Anh em xem được không, chạy cực chậm ha, lên chút xíu đây. Đây này, có điều tốc chỉnh luôn anh em, điều tốc chỉnh trực tiếp tại cò luôn ha. Đây chỉnh nè, chậm nè, lên nè, lên 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 nữa, lên hết lóc luôn anh em ha. Rồi dặn gì giữa, nếu anh em thích thì đốc cò anh em chỉnh về phân nửa, rồi bấm nhẹ thì sẽ chậm, bấm mạnh thì nhanh, dễ dàng sử dụng, thao tác đảo chiều là quan trọng anh em, đảo chiều ha. Test đảo chiều và test cái đầu rất là nhẹ nhàng. À, rất ok, rất là đẹp, nguyên bản nguyên zin từ cái đầu tới cọng dây điện ha, chức năng full, đảo chiều điều tốc khoan búa khoan thường đầy đủ. Chức năng khoan búa thì anh em sẽ thấy cái đầu nó nhảy ra vô đó, còn chức năng khoan thường anh em nhấn vào đây ha, nhấn vào đây thì cái đầu sẽ rất cứng chắc đó, rất là đã đời đó, rất là ngon lành. Máy móc êm ái nhẹ nhàng chân chu ngon lành, xứng đáng cho anh em siêu tầm. Con máy này tem mát hai bên đầy đủ đẹp nha anh em. Mã 446 giá 450.000 đồng ha. Anh em muốn con rẻ thì quay ngược video lại những con bốn ba con máy đầu tiên nhà mình ha. Còn con này là con xứng đáng để anh em mua siêu tầm zin đó. Ok rồi, đó là những cái máy sơ sơ mình giới thiệu anh em. Bây giờ mình sẽ dời camera lại, mình tiếp tục quay những con máy khác. Chà nhám đây. Ở đây thì mình có con này gọi là con gì ta? Nhám tăng máy mài hả? Mài nhám tăng hả? Nói chung là cái cơ cấu máy của nó là cái dáng này dáng máy mài, nhưng mà cái cách của nó sử dụng là gắn từ nhám vô lên trên đây chụp chụp chụp. À, nhưng mà mình báo gõ cho anh em là khi mình lấy hàng về là ở đây nó có hàng một đốm, thấy rõ nha, mình báo gõ nha anh em, đây hàng một đốm, ở đây nó hàng một đốm ha, mình báo gõ cho anh em để anh em nắm. Anh em mà cần sử dụng chức năng của nó thì mình mua về mình sử dụng chức năng, và anh em cảm thấy mà những cái đốm này anh em không hợp mắt thì thôi lựa máy khác cho mình nha. Ok, thông số của con máy này á, điện áp 100V 510W 30 vòng trên 1 phút hả? 30 vòng trên 1 phút mà hơi chậm. À, đây là máy chạy nhám anh em, đúng không? Rồi, thì ngoại hình là gì có nắp trượt, mình test máy cho anh em xem. Cái này là người ta hàng sẵn anh em ha. Người ta hàng sẵn, lúc về là gì luôn chứ mình không có biết hàng đâu, mình cũng không hàng được đâu. Đó, test cho anh em xem.
máy vẫn hoạt động ok hết, không vấn đề gì hết. Đây thì dành cho những anh em mà có ngành nghề chuyên môn cao thôi, chứ mình không rành lắm. Đấy, anh em sử dụng cái này vào chức năng gì đó, nhưng mà nhiều khi người ta cần cái máy này thiết tha cần luôn thật sự. Còn nhiều người không biết thì giống như mình thì cũng không biết để làm gì thôi. Đó, mình bán máy này cho anh em giá 400.000 dành cho anh em xài chức năng. Đó, ha. Ok, mình sẽ báo rõ hết thông số như thế nào. Dây điện nguồn của nó thì dây nguồn đây ha, dài 3 mét, cơ cấu máy nó là như này, tình trạng nó là vậy anh em, báo gọi cho anh em ha. Rồi ok, tiếp tục chương trình thì trước khi vào máy chà nhám thì mình sẽ còn một con bắn bu lông, con này đi mình lên đó mình giới thiệu trước cho anh em là cần sử dụng thì đem nó về xài nè. Con này là bắn bu lông dán như bắn vít ha, đầu của nó 1/2 chuẩn nha anh em, cực kỳ chuẩn luôn nè, anh em có thể thấy không hề có độ gơ lắc. Shinko 350W để áp 100V nha anh em, của hãng Shinko Sensakuso, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Đây, màn hình ở đây. Dây điện nguồn nó dài 5 mét nha anh em. Điện nguồn dài 5 mét. Tới chức năng cho anh em xem. Hệ thống đảo chiều đây nha anh em, muốn quay lại nha. Điều tốc nha anh em. Tất nhiên phải có cấp trượt rồi anh em ha, bóng bu lông mà đảo chiều đầy đủ nha anh em. Cực kỳ nhạy, đảo chiều điều tốc cò đầy đủ, bóng bu lông đầu 1/2, mã 452, dây điện nguồn dài 5 mét, giá 550.000 đồng nha anh em. Màn hình rất mới nha, nước sơn zin luôn nha anh em, rất ok, giá chỉ có 550.000 đồng nha anh em. Mua có 500 mấy ngàn về để dành ở nhà bán bu lông, tháo lắp xe cộ rồi này nọ rồi chơi rất là đơn giản gọn gàng ha, rất là thoải mái. Hoặc là sửa chữa những con xe đạp thì thôi luôn, máy này làm tút lút anh em, sửa cho con cháu mình chạy ha. Hoặc là anh em sửa lặt vặt xe của mình, xe Honda chứ những chiếc xe quyền thoại của mình thì vẫn ok. Mã 452 giá chỉ có 550.000 đồng thôi anh em. Mình bán là bao giá bao hợp lý mà. Rồi bây giờ là đây là chà nhám nè, đó, cơ động nè, cực kiếm nè ha. Đây đầu tiên mã 459 của hãng Makita. Đây anh em cái tay nó chóc chóc nha, có điều tốc, có đá lửa đầy đủ nha anh em. Makita 424320, điện áp 100V 310W từ 0 đến 3200 vòng trên 1 phút nha anh em, ha, của Nhật. Sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Dây nguồn dài khoảng 3 m. Test chức năng cho anh em xem. Điều tốc cò nha anh em. Để mình chỉnh về mức thấp nhất cho anh em xem ha. Mức thấp nhất nha anh em. Chỉnh mức cao lên chút xíu cho anh em ha. Này có điều tốc anh em dễ dàng sử dụng lắm. Lên nữa nè. Lên mát lóc luôn nè. Đó, ok chưa. Rồi bây giờ anh em muốn điều tốc cò cũng được luôn. Anh em bấm nhẹ thôi, sẽ nhẹ nè. Mạnh vô nè. Mình test cực kỳ kỹ cho anh em nắm hết mọi thứ ha. Có đá lưỡi nha anh em. Đá lưỡi ở đây, đó, giữ lưỡi cho mình cắt con đường rất là chuẩn. Con này của Makita sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản luôn nha anh em. Có nắp bảo vệ luôn ha. Mã 459 giá 350.000 đồng nha anh em. Makita đời cao hơn, dáng mạnh mẽ hơn, đẹp hơn, nhưng hệ thống điều tốc vẫn có, đá lưỡi vẫn có,
điện áp 100V 310W từ 0 đến 3.300 vòng trên phút. Makita sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật anh em. Makita ha. Dây nguồn dài khoảng 4m nha anh em. Dây chính hãng Makita luôn. Chỉnh hết về yếu nhất nha anh em. Yếu nhất là nó gì nha anh em. Ha, chỉnh hết về yếu nhất cho anh em xem nè. Đây. Yếu nhất nó sẽ chạy thì em có bấm mạnh hay bấm nhẹ gì nó cũng chạy có như đó nha anh em. Đó. Rồi chỉnh lên chút xíu. Lên. 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 Lên hết lắp luôn. Ok chưa? Rồi bây giờ mình chỉnh cho phần nữa nè, để mình đi đốt cò nè. Bấm nhẹ nè. Mạnh nè. Anh em sử dụng thoải mái ha. Có điều tóc, đá lưỡi đầy đủ đó, của Makita sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản, chính hãng nguyên bản. Đây. Mã 460 giá 400.000 đồng anh em. Giá cực kỳ hợp lý, anh em chỉ thích mẫu nào thì lấy mẫu đó về xài thôi. Cưa lọng Hitachi 461 ha. Con này thì phải là thể loại cực kỳ bền bỉ nha anh em. 4A 380W nè. 3.200 vòng trên phút nha anh em. Đó. Của hãng Hitachi chính hãng, logo đây. Sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật luôn. Bao mạnh, bao bền nha em sử dụng. Chấp tất cả vật liệu nha anh em. Dây nguồn zin luôn ha, của hãng Hitachi luôn. Đầu nhôm. Đó. Con này thì anh em cứ những công việc cần phải có làm việc trên cường độ cao thì cứ đưa con này vô là quất thôi. Đó. Mã 461 giá 400.000 đồng anh em. Anh em mua máy mình nó tặng một cặp lưỡi cưa ha. Tiếp theo. Cưa kiếm Black Anacker, con này đẹp nha anh em. Ha, cũng có đẹp anh em xem màn hình ha. Rất là bóng láng, sáng bóng. Đẹp, tem mát đầy đủ. Từ 0 đến 4.600 vòng trên phút có nghĩa là dây tóc cò ha, bóp chậm, bóp nhẹ chậm, bóp mạnh, lạnh nhanh. 400W sử dụng lưỡi 1 tấc. Điện áp 100V tôi nghe anh em. Nhật Bản sản xuất lắp ráp thương hiệu Blacktrucker của Mỹ ha. Dây nguồn dài 4m. Test chức năng cho anh em xem. Đây. Nhẹ theo chậm nha anh em, bấm mạnh theo nhanh ha. Máy hoạt động rất ấm, dòng của Blacktrucker là hoạt động rất ấm áp nha. Nghe tiếng máy thì rất là phê ha. Đây, tay máy hai bên là vũ. Mã 458 giá 450.000 đồng nha anh em. Rồi, tới chạy nhám nè, chạy nhám nha. Rất là nhiều loại. 453 ha, máy chạy nhám bị mất tay mắt mát gì hết rồi mình bán chức năng cho anh em xem. Cho anh em xài thôi ha, để mình đo xem kích thước của nó với nhám mà anh em có thể sử dụng là bao nhiêu. Ngang 70, dạng tấc 70 nhân 1 tấc anh em. Đây, công tắc nằm đây anh em. Này là mình không biết trong thông số nào mà điện áp của nó 100V. Đó, mã 453 giá 150 nha anh em. Mua 150 về để anh em chạy nhám cho khỏe. Thì cái lẫy vẫn hoạt động bình thường nha anh em. Ha, nó chỉ bị mất tem thôi chứ cái cơ cấu giữ này vẫn bình thường nha. Để mình quay rõ cho anh em xem ha. Đó, thấy không? Kẹp nhám như đây, đó hai đầu. Ok. 453 giá 150. Tiếp theo. bốn năm bốn của hãng Ryobi ha. 10.000 vòng trên một phút, 2.2A, điện áp 100V 190W, tem mát hai bên đầy đủ nha anh em. Cơ cấu giữ lưỡi thì cái này cái lẫy này
Dỡ này lên nha, bỏ xuống ha, ở phía sau cũng vậy, dỡ lên, bỏ nhám vô. Chị nguồn dài 3 mét, test chức năng cho anh em xem ha. Máy rất là êm nha anh em, máy rất êm nha. Rồi, mã 454 giá 300.000 đồng nha anh em. Tiếp tục. À, con 454 hồi nãy là ngang là 90, dài là 180 nha anh em. Ngang 90, dài 180 ha, để mình đo thực tế cho anh em xem. Đây. Ngang 90. Đây, dài 180. Đó, 180 ha. Rồi. Con này cũng vậy thôi, ngang 90. Dài 180. À, con này dài hơn chút, dài 190 anh em. Ok. Mà dạng giấy nhám nó cũng như nhau thôi. Thì nguồn dài 3 mét nha anh em. Test chức năng cho anh em xem. Con này thì rất là im luôn nè. Rất là im luôn. Ok. Rồi. Cơ cấu giữ giấy nhám đây nè. Đó. Thì bên đây cũng vậy thôi. Con này cũng vậy thôi. Đó. Rồi ok. Mã 455 giá 300.000 đồng anh em. Con này 150W ha. Thì áp 100V, 1.8A, 12.000 vòng trên phút. Đó. Rất là rẻ nhưng mà chức năng luôn đảm bảo cho anh em sử dụng. Tiếp theo, Hitachi ngang 90, dài 180. Đó. Con này rất là đẹp, anh em có thể xem. Rất là đẹp luôn ha. Rất bóng loáng, sạch sẽ. Tem hai bên đầy đủ đẹp nha anh em. Sản xuất lắp ráp tại Yamagata. Đó. Điện áp 100V, 180W, 10.000 vòng trên 1 phút, 1.9A, tem mát hai bên cực kỳ đẹp nha anh em. Con này rất là đẹp ha. Đây. Ok, rất là ok nha anh em. Ngoại hình can sạp ha. Dây nguồn dài 3 mét, zin nguyên bản hãng Hitachi luôn. Đó. Chơi. Rất là ok, êm ái nhẹ nhàng, đẹp. Ok, zin nguyên bản. Từ chi tiết, từ cái máy tới cộng dây, mã 456 giá 350.000 đồng nha anh em. Tiếp theo. Con này là con trà nhắm gấp nha anh em. Hình tam giác á, đó, trà tam giác ha. Cái này là giấy dán dán, giấy dán dán vô. Rồi. Hãng Black Archer, thương hiệu của Mỹ. Điện áp 100V, 170W, 12.500 vòng trên phút, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Ok chưa? Đây thì nguồn dài khoảng 4m nha, 4m 4,5 nha anh em. Này. Lắp ráp cơ ha, test chức năng cho anh em xem. Tâm tắt nó đây nè anh em. Nhét vào mấy cái góc này, góc sâu ha, góc cạnh nè. Tắt. Mở. Rất là êm ái nhẹ nhàng. Mấy con này nguyên bản luôn anh em, chưa qua sửa chữa tháo lắp ha. Rồi ok, bát tích cơ, tem mát hai bên đẹp. Mã 457 giá 350.000 đồng anh em. Rồi tiếp tục chương trình. Xích qua bên đây chút xíu nào. Đầu xuống. Trước tiên xem motor nè. Con motor này sử dụng điện áp 110 và 220 song song như nhau nha anh em. 1,2 HP là một nửa ngựa ha, nửa ngựa. 1420 vòng trên 1 phút. Rất là đầy đủ thông số đây hết nha anh em. Ha. Con này là của Trung Quốc xuất Nhật nha anh em. Trung Quốc xuất Nhật ha.
Dây nguồn nó dài khoảng 3 mét. Test chức năng, bây giờ mình sẽ test trước là dây điện nguồn 100V trước. Rất là êm nha anh em. Rất là êm ha. Rồi test điện 220. Rồi điện 220 nha anh em. Rất là êm luôn nha anh em. Máy hoạt động rất ok. Rồi. Mã 476 giá 800.000 đồng nha anh em. Ha. Chưa có 800.000 đồng nha. Nguyên zin đó, chỉ có cộng dây nghiền nguồn của nó đứt mình hai cổng khác thôi, còn ngoài ra là nó nguyên zin hết. Từ chi tiết luôn, từ con ốc. Ha. Rồi. Tạm thời để qua đây. Rồi tiếp tục những con máy khác. Đây con máy Hitachi à, khoan có điều tốc có hai cấp luôn nha anh em, có mà hai cấp 1 và 2, hai tốc độ á. Thông số của nó thì mình chia sẻ cho anh em ha. Con này sử dụng điện áp 100V đầu 13 ly nha anh em, 6.3A ha, 600W. Dòng tua nó từ 500 đến 2.000 vòng trên 1 phút. Tại nó có điều tốc này nè. Dây điện nguồn của nó dây ghim luôn, Hitachi luôn ha. Chút trời chút xíu ghim điện lộn điện 220 nè. Hên quá, chưa ghim. Đây điều tốc đây nha này. Con này dành em khoan sắt khoan gỗ ha. Ngoài cái chức năng điều tốc ra thì nó còn chức năng nữa là chức năng khoan búa và chức năng khoan thường. Đây anh giấu cái búa đây, khoan thường đây thì anh em gạt cái này ha. Đó gạt qua cái này là chức năng khoan thường, gạt ngược lại chức năng khoan búa ha. Đó hai chức năng anh em, nó gạt cái đầu này. Rồi tiếp tục nó có hai cái cấp độ ha, gọi là cái này gọi là 1 và 2. Đó 1 2 chuyển qua chuyển lại, 1 thì nó sẽ chậm hơn, anh em phải xe cái đầu mới chuyển qua nó hết được tới đây anh em. 1 đây giờ về 1 thì về mức 1 luôn nha, nó sẽ chậm hơn. Dành cho đem khoan gỗ ha. Rồi vẫn là đi tốc 1 nhưng mà mức 2 nó nhanh hơn chút nha anh em. Đó. Thì có hai cái tốc cho anh em chỉnh, có tay cầm hỗ trợ đầy đủ, có điều tốc, tem mát Hitachi, tem trên tay bị mất anh em ha. Thông số mình chia sẻ anh em rồi, điện áp 100V từ 600 đến 2000 vòng trên 1 phút. Đó. Ok chưa? Đó, mã 468 giá 450.000 đồng nha anh em. 450.000 đồng nha. Điều tốc lại cho anh em xem nè. Anh em thể thoải mái khoan tất cả chất liệu mà anh em cần sử dụng ha. Ok 468 giá 450.000 đồng. Tiếp theo à, khoan bê tông. Khoan bê tông 469 của hãng Makita. Em xem rõ không? Của hãng Makita, tem mát đầy đủ đẹp nha anh em. HG2210 5.5A 600 vòng trên 1 phút. Điện áp 100V 520W nha anh em ha, 3000 vòng. 600 vòng đến 3000 vòng trên 1 phút. Đây, thông số đầy đủ còn rất là rõ ràng, anh em có thể xem ha. Rồi, con này một chức năng duy nhất là khoan bê tông nha anh em.
chuyên dụng khoan bê tông ha. Điện nguồn Makita dây ghi luôn. Tái thiết nhân cho anh em xem. Còn cái mũi này á thì anh em không cần sử dụng mũi đầu khía, mũi gài nha anh em. Anh em không cần sử dụng mũi gài, anh em chỉ cần sử dụng mũi bình thường của mà gắn khoan kẹp, cái là tròn vo, anh em gắn vô đây thì được nha. Ha. Gắn vô đây. Đó. Ok không? Anh em gắn vô đây là anh em khoan thôi. Không cần phải đâu cái là cái mũi này, đó, mũi tròn vẫn bình thường. Ha, tái chức năng cho anh em xem. Lực búa nó cực kỳ mạnh nha anh em ha. Những con máy này anh nó chỉ một chức năng thôi nên nó giống như là nó tối ưu cho chức năng đó rất là dữ. Đó. Ha. Đây. Dàn cơ của nó phải nói là số 1 luôn. Chuyên dụng khoan bê tông, chỉ một chức năng khoan bê tông thôi. Ok chưa? Rồi, mã 469 giá 550.000 đồng ha, một chức năng nhất chuyên dụng khoan bê tông. Ok. Tiếp theo, máy khoan thứ hai. Ái chà chà. Đây, giới thiệu anh em một con máy bơm hơi. Con máy bơm nha anh em. Con máy bơm hơi, máy bơm. Đó. 530W thì áp 100V nha anh em ha. Đó, anh em coi máy bơm mini này rất dễ thương luôn. Test máy cho anh em xem. Hút vô đây anh em. Hỏi anh đây anh em. Quá mát. Hút bên đây rất mạnh. Hút rất là mạnh nha anh em. Một con máy bơm mini nhỏ nhưng mà rất là lợi hại ha. Mã 447 giá 300.000 đồng. Hút đầu này, thổi đầu này rất là mạnh. 530W, điện áp 100V, 447 giá 300. Rồi, trở về với con khoan. Khoan 473. Ôi, con khoan rất là đẹp nha anh em. Rất là đẹp luôn ha, tay máy đầy đủ. Đầu nhôm ghim nước sơn vẫn còn. Đó. Makita HG210, anh em thấy được không? HG210. Đây. HG210. 900 vòng đến 4000 vòng trên phút, điện áp 100V, 600W của Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật nha anh em, 6.3A ha. Đây mình xiết cái tay lại. Đó. Rồi. Makita rất là đẹp. Đây anh em xem. Đây mình đứng mặt cưa nha. Đó, đây. Khoan bê tông. Đó. Đây, tem hướng dẫn sử dụng vẫn còn nha anh em. Đó. Quá đã. Này quá trời đẹp luôn rồi. À, cái chốt của nó giữ mũi, sử dụng mũi gài giống như khoan bót ha, nhưng mà nó dặn như này nè. Đó. Chứ không có gạt xuống nha. Thì như thế nào? Mình sẽ test thử cái đầu này cho anh em xem để biết cái chức năng của nó là gài như thế nào anh em. Này vào nè. Đó, rồi. Dặn thuận kim đồng hồ là khóa lại, nghịch kim đồng hồ là tháo ra ha. Anh em xem kỹ mình thao tác. Hiện tại giờ đang gắn vô nè, nó rất là chặt nha anh em. Đó. Dặn nghịch kim đồng hồ. Tháo ra. Thuận kim đồng hồ. Siết lại. Đây. Ok chưa? Rất là đơn giản gọn gàng ha. Dây nguồn của Makita chính hãng luôn, dây cộng dây dài 5m. Chuyên khoan bê tông. Con này với con nãy là một chức năng duy nhất nha anh em. Chuyên khoan bê tông nha, anh em lưu ý mình nói rõ ha, anh em nắm. Một chức năng duy nhất chuyên khoan bê tông thì nó sẽ tối ưu cực mạnh. Đó. Khoan chơi thôi nha anh em, không có nhấn luôn nha.
hệ thống điều tốc cò, bấm nhẹ xe máy chậm, bấm mạnh rất là lợi hại anh em ha. Một chức năng dành cho anh em chuyên sử dụng khoan bê tông nè. Bao anh em khoan tất cả các mọi vật liệu trên đời này, chỉ cần một củ khoan tốt thì nó sẽ cân tất ha. Mã 473 giá chỉ có 600.000 đồng anh em nha, anh em 600.000 đồng nha. Anh em cầm sách một con khoan chuyên khoan với một con nhỏ bên đây chuyên đục nè, hai con anh em chơi xa láng sáng thì sớm đã đời luôn em. Tháo lắp rất là đơn giản gọn gàng ha. Mã 473 giá chỉ có 600.000 đồng thôi anh em, còn rất là mới luôn, bán cực kỳ rẻ cho anh em rồi đó. Tiếp tục chương trình là có máy chiên khoan rồi tới máy chiên đục. Chiên đục HK1810, một chức năng duy nhất đục 505W. Anh em sắm cây này sắm thêm cây kia nữa là có cây khoan có cây đục là thoải mái luôn, chơi hết tất cả mọi vật liệu anh em ha. Con này của chính hãng Makita sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản, cây nguồn dài 5m. Đây, cái chốt này thì anh em cần phải có cái chìa khóa để anh em dặn nha, để mình lấy cái chìa khóa mình dặn thao tác cho anh em mà anh em xem. Rồi mình đã tháo lỏng ra rồi đây ha. Thì cái này nó cơ bản nó sẽ là cái chức năng là cái giữ cái mũi cho mình nha anh em. Mình cần tháo lỏng ra đó. Mình đẩy cái lẫy đi về phía trước, bỏ cái mũi vào. Dặn hai con ốc này vô nha anh em. Siết nhẹ nhẹ thôi ha. Cho mình tháo ra tháo vô nó siết chặt quá rồi. Tháo ra tháo vô cực lắm. Đó. Còn anh em khi anh em xài luôn á thì anh em siết nên siết chặt nha anh em. Giờ mình siết gá gá bằng tay thôi ha. Cho nó vô ăn cái khớp mình siết gá gá bằng tay là được thôi. Rồi. Tạm thời như vậy mình test chức năng cho anh em xem nha. Bật mini nha anh em ha. Nó có hệ thống điều tốc cò là thứ nhất nha anh em, điều tốc cò là cái thứ nhất ha. Rồi có điều tốc chỉnh luôn nha anh em, điều tốc chỉnh em hay chỉnh trực tiếp trên đây nè. Rồi thử ra đó, mức thấp nhất nha anh em. Rồi, mức thấp nhất cho anh em xem nè. Đây là mức thấp nhất nếu anh em chỉnh ha. Còn nếu như anh em mát lóc của nó như thế nào mình sẽ test luôn đây cho anh em xem. Đó, đó là mát lóc. Còn bây giờ anh em chỉ cần dặn gì giữa anh em điều tốc cò thôi. Điều tốc cò anh em bấm nhẹ thì nó sẽ chậm. Nó mạnh, nó cực mạnh cực nhanh anh em. Đó. Anh em đã nắm hết thông tin chưa? Đó, ok. Chiên đục. Rồi, ok. Tháo mũi ra thôi. Rồi. Tháo ra. Đó. Khi anh em xài thì nên dặn hai ốc lại, còn nên mình test mình không có dặn nha anh em. Đó. Khi anh em mua máy mình tặng cho anh em một mũi luôn, mũi thép Nhật luôn nha anh em. Chính hãng Makita mã 470, giá 600.000 đồng ha. Cặp máy khoan, máy đục, hai máy là có 1 triệu mấy. Mà vừa khoan vừa đục. Khoan bê tông, đục bê tông thoải mái không? Toàn máy chuyên dụng không nha anh em. Đã nói máy một công chuyên dụng là toàn thứ dữ luôn rồi ha. Xài là bao ngon cho anh em. Tiếp theo máy đục mini nữa nhưng mà con này mới hơn nha anh em, tem mới đẹp hơn rõ ràng hơn ha. HK1810, điện áp 100V 5.2A 505W của Makita sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật, công suất điện nguồn dài 5m, Digin Makita luôn, logo Makita là tại đây không thể chối cãi nha anh em. Tiếp tục vẫn là cơ cấu như trước thôi, em lấy ra bỏ vào siết lại ha. Này mình không có siết đâu, mình để lại nha, gá gá cho anh em xem. Chưa ghim điện, test điện cho anh em xem, test chức năng cho anh em xem ha. Bốn bảy một giá 600.000 đồng, đồng giá nha anh em.
anh em thích mã 471 thì lấy, thích 470 thì lấy. Chiên đục đó, dây nguồn dài 5m ha, của Makita, sản xuất lắp ráp tại Nhật Bản. Rồi đó là những con máy đục mini nhỏ gọn cầm tay. Tiếp theo sẽ là máy đục 17 ly Hitachi. Máy đục 17 ly Hitachi, tên của nó, hiệu của nó là H41SA. Con này nguyên bản, nguyên zin, nước sơn zin còn, ngoại hình đẹp, dây điện nguồn zin, dài 5m. Ok, con dê tem mát hai bên đầy đủ. 1050W, điện áp 100V, 11A anh em. Rồi, chuyên đục Hitachi, ngoại hình đây. Con này thì có công tắc nó nhắn ha, nhấn đây. Mà thiết kế cực kỳ hay luôn anh em. Cây là cái đầu, cái chân 17 ly của máy đục nè. Anh em nhấn vô cái gì hết luôn. Thiết kế hay lắm anh em. Đó, anh em cứ dùng cái cây mà gõ. Rồi xong, bỏ một lục vào, nhấn lại, nó gà chốt lại ở đây nè, giữ rất là chặt ha. Test chức năng cho anh em xem, dây nguồn dài 5m nha anh em, khoảng Hitachi luôn ha. Thôi rồi luôn anh em. Mình đục thử cho anh em xem ha. Bao mạnh à, sơ bộ gì thôi, nhẹ nhàng thôi, chủ yếu là cho anh em xem chức năng thôi chứ đục thì nó bao đục rồi đó. Sử dụng mũi 17 ly, khi anh em mua máy mình tặng anh em một mũi đục thép Nhật nha anh em ha, giá thị trường một mũi cả 100.000 nha. Rồi mã 472 giá 750.000 đồng nha anh em, bao rẻ ha. Mỗi máy số mình chỉ có một máy duy nhất nha anh em. Anh em là nhanh tay còn chậm tay hết ha. Rồi xong. Rồi. Và con máy cuối cùng là con máy siêu to khổng lồ. Bành thì boss, máy boss. Con máy boss này thì điện nguồn của nó là 100V. Nhưng mà bây giờ mình đã quấn lại nguồn 220 luôn rồi anh em. Sử dụng điện trực tiếp 220 ha. Đó. Đây thì ở đây nó có cái gì đặc biệt? Made in Kẹt Money, quét mã QR ra luôn, chính hãng. Ok. Điện áp 100V đã quấn 220. 15A 1350W nha anh em. Tem mát hai bên đây, đây là mặt cưa. Đó, mình phủi mặt cưa ra cho anh em xem. Boss chính hãng, Đức, nhập Nhật. Đây, điều tốc luôn. Ok ha. Rồi. Chuyên đục. Cái mũi là mũi 5 khía nha anh em. Rồi. Test thử cho anh em xem. Rồi. Đó. Rồi cái máy này nó hơi to so với đứng lên quay cho anh em xem. Nè, mũi nè. Xách mình vũ thử cho anh em xem nha. Rất là chặt nha anh em, không có dễ xúc đâu nha anh em. Ha. Cái máy này hơi to, bên thao tác hơi khó anh em thông cảm. Rồi đây. Ok chưa? Chuyên đục. Sử dụng điện nguồn 220 đây. Ha, anh em xem cái này quá quen thuộc rồi nha. Tiếp nha anh em. Test cho anh em xem. Bao mạnh.
test nhẹ nhẹ, không muốn lủng gạch luôn nghe anh em. Nhẹ nhẹ sơ sơ thôi á. Rồi. Điện 220. Đây. 220. Chính hãng của Bosch Đức nhập Nhật. Xách đi ra công trình quất luôn, khỏi sợ cháy chập, khỏi mang ổn áp, khỏi mang bình gì chứ. Tặng anh em một mũi thép Nhật luôn ha, mũi thép Nhật theo máy xịn luôn. Rồi ok. Có anh em thích máy này không? Thích liên hệ với mình, số điện thoại 0964 888 359 nha anh em. Mày thật sự rất là lực đó nè. Một thông số là 1350W rất là mạnh ha. Có điều tóc. Đây anh em phải chỉnh nè. 6 mức mắc luôn nha anh em. Mà anh em chỉ là để mức 1 2 3 4 là anh em đục đủ rồi, anh sợ mức số 6 nó mạnh quá mình kêu không nổi. Đi công trình thoải mái. Ở đâu cũng được, đụng điện nước, đục tường, đục bê tông, đục cái gì cũng được cho nghe anh em ha. Mã 474 giá 2 triệu nha anh em. 2 triệu. Bosch Đức ha, xịn sò. Đã quấn 220. Đó, có điều tóc 1340W đó. Đem ra công trình đại quốc thôi, con này giá thị trường hàng mới luôn là 14 triệu anh em. 14 triệu á. Ha, này máy cũ thanh lý anh em 2 triệu thôi. Đó. Anh em nào cần máy này liên hệ với mình qua số điện thoại. Ok. Thì đây là con máy cuối cùng mình quay giới thiệu anh em rồi. Mời anh em xem tham khảo. Anh em có nhu cầu sử dụng máy nào liên hệ với mình qua số điện thoại 0964 888 359. Phương thức thanh toán bên mình khi anh em chuyển khoản đầy đủ giá trị đơn hàng mình sẽ bao ship. Còn nếu anh em muốn nhận hàng thanh toán thì mình không bao ship anh em. Ship code là không bao ship ha. Còn chuyển khoản trước thì mình bao ship. Ok, tất cả các đơn hàng đều gửi qua đường bưu điện đó. Anh em có thể thoải mái lựa chọn xem cái máy nào phù hợp với bản thân mình thì có thể mua về để dành xài ha. Hàng nội địa Nhật cực kỳ bời đó. Ok, cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn gặp anh em trong video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.